Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với channel của mình. Mình là DHT Robot. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ làm một cái video có liên quan đến những con robot cũ một tí. Thì ở đây, hai con robot ở đây là một con Arden Blitz và một con có Jigma, là hai con robot cũ nha. Và xét về độ cũ thì con Arden Blitz sẽ cũ hơn, nên mình sẽ giới thiệu nó trước. Thì con Arden Blitz mình trang bị cho nó cái phi công mà cho phép nó tăng 100 điểm phòng thủ, nghĩa là giảm 50% sát thương khi mà nó kích hoạt kỹ năng của nó, và có thêm một cái kỹ năng nữa là bộ giảm sốc để mà nó tăng hiệu quả đàn áp nha. Rồi còn về vũ khí thì mình sẽ chơi cái bộ Tamer và Stricter để mình xem coi là nó đã bị nét như thế nào nha anh em. Đấy thì đó chính là con Arden Blitz, và mình set cho nó Drone Hiroko. Hồi nãy mình thay đổi rồi, nó là con Ron Seeker. Đấy, thì mình set cho nó con Ron này để mà nó có thể nhìn thấy được những con robot tàng hình, và dễ dàng kháng sát thương khi mà bị sốc đen ở tầm gần và nạp cho cái địch cái hiệu ứng lên nha. Module thì mình trang bị cho nó hai cái Immunium Fear và một cái Repair, vì trong nội dung ngày hôm nay mình sẽ mang những con robot này đi chiếm cột nha. Đấy, rồi tiếp theo là đến con Ghost Sigma. Ghost Sigma thì mình trang bị cho nó ba khẩu Ultimate Bullshar với cái con drone là Sai, và cái phi công thì sẽ cho phép cái tháp pháo của con Mo nó tấn công mạnh hơn nha. Đấy, rồi thì nó là như vậy. Ở đây có một cái kỹ năng chống nè, để mình cho nó học cái kỹ năng này luôn. Ok, kỹ năng gì đây? Sau khi chiếm cột mốc mà sửa độ bền, còn ngon. Nhưng mà cái skill này nó sẽ không hợp khi mà mình chơi chế độ tự chiến nha. Rồi thì nói trước mắt là như vậy đi. Tiếp theo thì mình sẽ đi đến tới phần module. Module thì mình sẽ trang bị cho nó ba loại module khác nhau. Đó, IA, NA và RA. Rồi, và mục đích mình làm video ngày hôm nay, một phần là để mang hai con này quay trở lại chiến trường, một phần là để mình làm cái nhiệm vụ hoạt động me nha. Cái nhiệm vụ hoạt động me đâu rồi? Đây nè. Đây. Triển vọng của tiếng vọng của quá khứ. Mình sẽ sử dụng robot DSC để chiếm cục mốc và gây sát thương trong video ngày hôm nay với hai con robot thuộc công ty DSC. Đấy. Và tiếp theo thì mình có một nội dung muốn mang đến cho anh em về vấn đề clan mà mình đang ở hiện tại nha. Thì clan mình đang ở hiện tại là clan Iron Star. Đây này, Iron Star là không phải clan VNE nữa nha. Đấy, thì Iron Star là clan nào? Thì dành cho anh em nào chưa biết á, thì để mình cho anh em xem cái bộ lại hàng đầu đi. Thì ở Việt Nam chúng ta sẽ có hai clan bậc S là clan bậc cao nhất. Nếu xét theo cấp bậc á, thì chúng ta sẽ có là G, F, I, D, C, B, A và S là clan bậc cao nhất. Thì ở Việt Nam chúng ta sẽ có hai clan, đó là clan 262626 và clan VNE, với hai vị trí top 1 và top 2 như ở đây. Và còn clan Iron Star thì chúng ta phải bỏ cái sử dụng bộ lọc theo vùng mà chúng ta mới chọn được nha. Thì nếu chúng ta bỏ cái lọc theo vùng á, thì nó sẽ xét trên cái server Android của chúng ta. Đấy, thì server Android hiện tại clan Iron Star đây là clan đứng top 1 của cái server này. Và mình xem qua VNE là, còn VNE thì nó đang đứng top 15 nha. Đấy, thì hiện tại mình đang ở trong clan Iron Star là clan top 1 của cái server Android. Đấy, bộ lạc của mình nè, cái thành viên clan Iron Star nè. Đấy, mặc dù clan này có vẻ là xịn đấy, không phải dễ vào đâu, nhưng mà vì anh em mình sẽ outclan. Mình sẽ outclan Iron Star để mà về clan NHT để chơi chung với anh em nha. Ok không? Mình rời thiệt nha. Mình rời nè. Ok luôn nè. Rồi đó. Xong rồi đó. Mình đã không phải là thành viên của bộ lạc luôn rồi nè. Rồi, bây giờ mình sẽ vô tìm kiếm clan đi. Mình sẽ nhập ID của clan NHT nha anh em. Clan mình thì là 440
5, 6, dạ, 3. Rồi, tìm kiếm nè. Rồi, còn một slot, mình sẽ nhấn vô tham gia, yêu cầu tham gia vào. Rồi, mình đã gửi yêu cầu rồi đó. Bây giờ mình chỉ cần chờ nữa thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ accept cho cái NHT này vô nha anh em. Rồi, accept. Ok, mình đã tham gia cái class rồi. Rồi bây giờ mình vô mình xem hồ sơ mình nha. Đây nào. Đấy, clan NHT group nè. Rồi, hiện tại account phụ của mình đang là chủ clan. Rồi, đây nè. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ thăng cấp cho cái account này nó lên khó clan đi. Có gì mình mời thêm thành viên vô được. Mà giờ clan đang full rồi. Đấy. Rồi. Thì hiện tại mình đang ở trong clan NHT rồi nha anh em. Đấy, clan full người rồi. Mà lời mời và yêu cầu mình thấy còn hơi nhiều. Cho nên là trong tương lai clan này sẽ tuyển những thành viên bậc thầy vô địch trở lên mới được vào. Và mình sẽ tạo thêm clan thứ hai với chủ clan là cái nick phụ của mình. Và clan đó sẽ dành cho những anh em nào từ rank chuyên gia trở xuống mới được vào. Có thể là dưới level 30 cũng được luôn. Anh em thấy thế nào? Thì anh em comment bên dưới nha. Đây bây giờ mình vô mình xem coi. Tăng cường sức mạnh mang họ là mình góp cho anh em 5.000 vàng. Rồi tiếp tục là 5.000 vàng nữa. Ok. Hơi tốn vàng rồi, mình sẽ chừa lại 7.000 vàng để mình có gì mình up robot mình làm video nữa nha anh em. Đấy, mình góp 10.000 vàng rồi nha. Rồi đấy, thì trong thời gian sắp tới mình sẽ chơi với anh em thường xuyên hơn. Rồi, thì trước khi vào gameplay, mình còn mang đến một nội dung nữa. Đó chính là giveaway vũ khí, đây, vũ khí Norleming. Để tham gia thì anh em cần tham gia theo đúng cái cú pháp đầu tiên là nhấn like và subscribe cho video này. Thứ hai là comment ID cũng như là hệ điều hành của anh em. Và thứ ba, anh em phải có hashtag NHT Robot. Và thứ tư thì anh em đưa ra cảm nhận về việc mình rời clan Iron Star, mình vào clan NHT thì anh em cảm thấy như thế nào, cũng như là anh em có cảm thấy là việc làm của mình như thế thì nó đúng không nhỉ? Mình vừa mới out một clan top server luôn ấy anh em ơi. Đấy, để mình về mình chơi cùng với anh em nha. Đấy, anh em tích cực online vào cho mình nha. Anh em nào mà âm dưới 100 cúp thì... Ây dồi, cái anh này 44 này, âm 44. Âm 100 cúp thì kích. Không cúp mà không cúp trong khoảng từ 3 ngày trở lên thì mình sẽ kêu bạn đó cài cúp. Mà nếu không cài, ví dụ nếu như anh bạn 18 cúp như thế này thì mình vẫn cho chấp nhận nha. Đấy, một cúp cũng được luôn, mà anh em không được là để không cúp nha. Hoặc là không được để âm quá nhiều. Rồi, thì là như thế. Bây giờ thì mình sẽ vào cái gameplay của hai con robot này thôi. Ok, hai con robot Maw và Blitz. Rồi, trận đầu tiên. Trận đầu tiên chơi chế độ tấn công cáp bách cột mốc nha. Mình sẽ ra con Blitz. Kích hoạt kỹ năng lên thì nó bắn ra 3 phát shotgun. Cái nghe cái tiếng thì nó giống như là bắn khẩu Corona vậy, hay là Halo. À, Corona chứ. Nhưng mà cái sát thương hay là sát thương hay kiểu đạn đạn vật lý giống như là Thunder hay là Ghost nha. Đấy. Và cái vũ khí tính hợp của con Odin Blitz này cũng như là con Blitz bình thường thì nó sẽ áp dụng hiệu ứng suppression, có nghĩa là hiệu ứng giảm sát thương lên cho bất kỳ cái địch nào khi dính cái vũ khí tính hợp sẵn này nha. Ăn càng nhiều xung thì sẽ càng dính suppress nhiều. Ôi rồi chết mình quên nữa, tự nhiên mình dành cái chủ giữa làm gì. Ây à, chết rồi. Mình quên, ui dồi ôi chết thôi xong. Toàn, ôi cả team bạn bu vô giống như là muốn xé xác mình ra vậy. 3 người luôn kìa, 4 người luôn, 5 người luôn. Ơi, mình vừa mới vào cái chủ giữa thôi mà 5 người bu vô xé xác con Adam Blitz rồi. Phải thật sự. Rồi, qua đây bắn con này coi. Ôi thôi, ôi thôi,
Con Nago này, ê, chết. Ôi, mình bắn không đủ để phá cái khiên đó nữa. Ây da, chết rồi, bật last stand rồi. Nào, thôi. À, cho mình đi chiếm cột nào. Dừng lại đi. Ui. Đừng có bắn nữa. Come on. Nào, ok. Đừng có bắn nữa nha, trời ơi luôn á. Nào, cho tôi chiếm cái cột này đi. Làm ơn, cho tôi chiếm cái cột này đi. Thật. Ôi ơi, bất ổn rồi. Trận đầu tiên vô mình thấy muốn âm cúp clan luôn rồi anh em ơi. Rồi cái này mà hạ cúp thì mất mặt lắm nha, cái này. Cái này không phải là cố tình hạ cúp đâu. Rồi. U là trời, chưa trụ được 2 phút nữa chết hết trơn hai nhân vật chính trong video rồi. Quả thật cái ông xài con Dragon, ông nó chơi Living Legend luôn kìa. Ác thật sự. Rồi. Trụ này của tôi nha, không ai giành nha. Ui. Bây giờ mình khá khó xử đây. Sao được đây ta? À, cái con. Được. Nắp đó đi. Giờ qua phủ mấy anh em chủ nhà giết cái ông Living Legend này nè. Cái ông nội Dragon này nè. Sao con Dragon mà sao nó mạnh như vậy được ta? Có biểu tượng Avalon nè, rồi hiểu luôn. Cái con này mạnh nha anh em. Không đùa được nha. Thôi xong. U trận này tới đây bất ổn quá. Có thể là trận này thua sắp mặt rồi. Thôi chịu rồi, hết cứu rồi. Cứu không nổi rồi, bắn không chết luôn kìa. Phải thật sự rồi, con reset nó nằm ở đây luôn rồi. Con reset này của team nào vậy? Chắc của team mình á. Ui rồi, một xác con Dragon nữa kìa. Ủa cái con kia là Frozen Dragon chứ ta. Mà sao nó trâu vậy? Nó lại bật cái Avalon rồi, thôi. Mình sẽ ra cái con Titan FL gì. Nó giành cái trụ nè, mình bắn nãy giờ nó không chết luôn. Rồi, ra Titan FL nè. Ui, sao nó trâu vậy? Gọi tự quỷ luôn kìa. Biết thua rồi, tự quỷ ra con Lucidor luôn. Wow. Quỷ ra để giữ cái trụ giữa đó anh em. Bạn này chơi rất là bài bản nha. Toàn. Chết rồi, hai con Lucidor luôn à. Ui, đừng có bắn mình nữa. Chết. Nào, bình tĩnh. Cái gì vậy? Rồi, trời ơi, chết rồi, bắn con nào. Luchador đi. Luchador. Ôi, không dám đáp xuống. Đáp xuống sợ ăn lo lắm anh em ơi. Qua bên đây, nắp qua bên đây đi. Ui, con Indra. Nào, chết rồi, dính slow rồi. Trời ơi. Ây da, ui. Con Minot nó dí theo mình. Ôi mấy ông này chơi chi cùng đứa tận luôn rồi. Đi tới đâu là dí theo tới mình tới đó luôn nha. Đấy. Mình chạy tới đâu là như là gần là sẽ có 2 đến 3 người dí theo. Chả hiểu gì nữa. Rồi thôi xong luôn, coi như là trận này em tại đây rồi. Không còn gì để nói nữa. Hết cứu. Thế thì trận này hết cứu rồi nha anh em. Chúng ta sẽ chờ để chuyển sang trận thứ 2. Thì do là cái con như kiểu như là con Gothic Ma này nè, hay là con Arden Black ấy, thì những con boss này là những con boss đã out meta rồi. Đấy, thì đó chính là cái tình hình hiện tại của Warboss, khi mà những cái con robot out meta mà chúng ta mang lên những cái mức rank như là liên minh vô địch. Và đặc biệt thì ở mình thì chắc là nó cũng rất là cao ấy, răng cũng rất là cao đấy. Thì nó ghép mình gặp những người chơi rất là mạnh luôn. Và mặc dù vì cái con Otokochi ấy, bởi vì con đó thì nó linh hoạt, nó nhanh. Và cái bộ meta vũ khí hiện tại là rất là hợp cho cận chiến.
Cho nên là cho dù cái con Otokochi nó có bị nét chăng nữa thì người ta vẫn thích chơi con đó để mà lên càng quét team mình nha. Còn không là con Slow. Thì với cái bộ vũ khí điện đó thì con Otokochi chỉ cần 30 giây thôi là để ra được Titan. Đấy, ủa cái gì vậy? Ê, con Slow. Chết. Ôi bậy rồi. Nè, đảo mục tiêu đi. Đúng rồi. Thôi. Anh em lo trụ giữa nha. Thôi chú chạy. Chạy bỏ trụ chạy lấy robot này. Đấy, bỏ trụ chạy cứu thân đi. Hồi nó dí nó giật chết luôn á. Con chỉ còn quỷ này nè. Đấy, thì bây giờ mà con Mo mà gặp con Xanh Lao là không tài nào mà chơi lại nổi anh em ơi. Con Xanh Lao nó chỉ còn nó dịch chuyển chưa tới 3 lần đâu, chỉ còn 2 lần thôi hoặc là 1 lần đầu tiên thôi. Nó sốc nguyên một bộ là chết ngay anh em, mà có bật fair ship thì cũng không chạy được. Tàn hình lại càng không, tại vì điện nó sẽ auto lock nha. Ui con này con nào nữa vậy? Ấy chết tôi rồi. Nào, bật hồi máu lên. Thôi, xong, vĩnh biệt anh em. Đi một con rồi đó. Ảo thật sự, nhưng mà lần này thì là 2 phút một con đi nha. Đấy, có tiến bộ hơn một tí. Lần sau nữa thì cố phát huy. Rồi. Thì tình hình là do có hai bạn có kiêng cái super ở đây cho nên thôi. Bỏ luôn trụ giữa nha. Ủa cái con này là chích ăn lót đau rồi. Ê bậy nữa rồi. Bậy nha bạn, tại sao cái con Eiffel đuổi vậy? Con pháp nia chết tiệt này. Chết, tôi gọi ăn tàu mẹ nữa. Trời ơi con nào bật vậy? Nào, thôi vô giành cái chứ. Ơ gọi thôi xong. Ôi hôm nay bất ổn quá nha. Mình chả chơi được gì luôn nè. Đó thật sự luôn nha. Nào. Nè bây giờ tôi đã qua cái clan đặt tê rồi. Tôi đâu còn nữa mấy cái clan kia nữa đâu. Giờ thành người bình thường rồi. Đừng có bắn người ta nữa. Tôi mấy con này. Trời cái súng phun lửa nó bắn gì kỳ vậy. Trời ơi chết rồi, bật last stand luôn rồi. Và với cái tình hình hiện tại thì có thể là trận 2 bất ổn sao? Không, không thể bất ổn được. Để cố gắng làm trụ trong trận này. Bằng, ôi trời thôi sao mà chết luôn con Otokochi. Ra con Eiffel này, ra Eiffel quyết định nè. Trận hồi nãy bị nhiều con nó dí quá anh em ơi. Đầu trận ra con Blitz thôi mà 5 người vô xé xác con Blitz của mình. Còn bây giờ thì mình sẽ ra con Eiffel. Thì trận trước á, trận trước con Eiffel mình là bị, mình nhớ xem là hai con Luchador tấn công. Con gì qua này, Minot với lại con Indra nó bật slow lên cho con Minot nó dí. Nó bắt mình nha. Đấy đó thì mình chạy không kịp chết luôn. Trận này có thể sẽ chết luôn ấy anh em ơi. Nhưng mà mình sẽ ok, cái này là Avalon. Vẫn còn hy vọng, còn cứu, còn gỡ. Rồi cái con này tắt điện liền, cái con này dám mắng con lít của mình nè. Sống sao mà được, ăn lo là một băng thôi. Rồi bây giờ muốn ra con mấy con này làm gì? Hả? Gã mấy con này làm gì? Trời ơi, hơi bị cay rồi đó nha. Trận hồi nãy thua là để mất cúp clan là anh em chửi chết luôn à. Nè thì để tôi mất cúp mà. À hình như trận nãy mình không bị mất cúp hay sao á. Do là nếu như mình thua mình vẫn đứng top 1 thì hoặc là top cao á. Ờ mà trận nãy mình đâu có đứng top cao ta, quên. Ừ thì coi như là toang rồi đó. Rồi, ô con Luchador cứ ra làm gì vậy? Rồi Luchador bạn ơi, chủ này là của mình. Ơ chết trời. Sao tự nhiên phóng ra xa vậy? Ừ đúng rồi, bạn Luchador đó làm rất là tốt. Dậm xuống một cái, giành cái trụ lại. Ngon rồi. Bây giờ nhưng mà chưa nha. Thanh sinh mệnh hai team vẫn chưa có thể nói lên được điều gì cả. Hai team nó đang xem nhau rồi. Bây giờ thì mình cần phải làm một pha giành cái cứu giữa này, coi như là thế cờ sẽ nghiêng về team mình nè. Nào có thế trận hiện tại. Oh shit. Chạy đi là kịp nha. Ui thôi xong, hết cứu cho bạn ấy rồi. Nào Khẩn trương giành 4 trụ. Ôi kìa sao mất cái quý e rồi. À con này. Được. Để đó. Tí mình lên mình giành. Này thì xin vĩnh biệt luôn. Ấy à, cái con kìa. Kệ đi. Giờ thì ưu tiên qua hủ cái cứ bên đây trước kìa đã. Nào cái bạn cư rê này chạy ra ngoài đây làm gì? À có fair ship à. Fair ship hả? Fair ship này thì
Fairship này, Double Q. Xong luôn, trời ơi, hai con Titan mua đây làm gì? Trời ơi, cái chủ giữa không ai giữ luôn. Ảo thật sự chứ. Lý do tại sao team mình nó mất trụ là vậy? Nào. Nào, ôi con Ravana này. Ôi, kích hoạt kỹ năng liên tục luôn. Ê à, thôi kệ nó đi. À, có một anh bạn vẫn còn ý định qua đây cứu cái trụ này à. Thôi thì dính biệt luôn nè, rồi đừng ra robot thêm nữa, cho mau end trận luôn đi bạn ơi. Đấy thì trận thứ hai ổn hơn một tí, nhưng mà cũng chả phải là để hai con kia thể hiện nữa. Cái gì đâu mà vừa vào chết hết trơn à. Đấy, ok, trận hai nha anh em. Như mọi khi thôi, trận thứ 3 là trận cuối của video ngày hôm nay nha. Thì trong trận thứ 3 này, mình sẽ có một bật mí dành cho anh em nào đã xem. Đến tận cái giờ phút này, thì mình sẽ nói cho anh em một tí về cái việc không gian giveaway. Ngoài cái yêu cầu ở đầu video ra, thì anh em có thể comment, bình luận. Giống kiểu là anh em bình luận về cái trận thứ 3 này cho mình nha. Đấy. Thì anh em chỉ bình luận bình thường thôi, không cần bình luận gì đó đặc biệt quá. Anh em chỉ cần bình luận cho mình về cái trận gameplay thứ 3 là được nha. Đấy, càng hay càng tốt, mình sẽ lựa ra một vài bạn để giành chiến thắng. Bên cạnh cái việc mà lựa theo kiểu ngẫu nhiên nha. Đấy. Rồi bây giờ quay trở lại với gameplay thứ 3. Thôi xong. Vừa mới định nói thôi mà cái con gì đấy. À, chết tôi, trời ơi, trận nào cũng có con nó lên nó hiếp mình hết trơn vậy. Trời ơi, lên giành luôn chủ nhà luôn kìa, ác thật sự. Nào, thì qua đây, tôi giành cái trụ bên đây. Gì vừa vô mà thấy hết cú đến nơi rồi trời. Ổn không vậy? Oh no, kill đúng rồi. Một mạng đầu tiên. Ủa mà quên kiếm cột mới tính, đâu có tính kill. À quên. À cái con reset này. Chết đi. Ô thâu gì chết. Quên bật cái module này. Nào đúng rồi nắp rồi. Ý cái con đấy. Ok đi. Ô Dragon này. Đúng rồi. Ê thôi chết, sắp hết đồ bền rồi anh em ơi. Cảnh trương dành cái trụ trụ C rồi. Đâu con nào bắn mình vậy? Sơ rác. Nào Mender cứu mình. Trời ơi, qua cái hết kỹ năng vậy. Thôi xong cả hai. Lộn mở mình chết à. Thôi xong rồi. Gì đỏ ao quá vậy. Rồi bây giờ mình ra con Fenrir ra nha. Ôi cái gì vậy? Ây da, chết tôi rồi. Thôi xong luôn Fenrir bốc ơi. Gậy fail. Ui trời ơi, vừa mới ra nó cho mù luôn rồi. Mù luôn rồi, khỏi bắn luôn rồi. Nè. Ê con, giữ cái trụ giữa nha bạn. Trời ơi, coi chừng rớt xong nha. Ok. Cái con quỷ này chết đi. Đúng rồi, kill. Đỏ lòm hết map rồi. Cứu gì được nữa. Trời ơi luôn à. Đúng rồi, gỡ cái chủ đó đi. Giờ mình qua bên đây. Cho team bạn thấy thế nào là đau khổ. Này y ở lộn, con này đâu phải y phèo. Nè, nhầm nữa rồi. Con này là con y thơ. Rồi thôi bạn đi luôn nha. Bye bye. Rồi xin chủ luôn nè. Hồi nãy ai giơ lên giành chủ nhà mình nè. Hả? Trời ơi, nguyên team nó kéo lên trên kia kìa. Ác thật sự luôn. Nào con Sky này hả? Sấy cho chết luôn nè. Sky này. Trời ơi, chết con Sky rồi. Không ai cứu nó luôn kìa. Chết luôn nè, thôi. Chết luôn đi. Chưa bắn mình được gì, chết veo rồi. Ui cái con Indra. À
con Inra nguy hiểm nha. Ủa Inra loa à, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, chết rồi. Nó cứ bật cái Vipassana lên hoài, sao bắn ta. Trời ơi, cái con này này Inra hả? Inra mất máu chưa? Inra hả? Này Inra chết đi. Kraken Inra. Giờ mình chủ đây cỡ 30 giây thôi được. Đây 30 giây thôi, nhà chắc lo cũng sắp xong rồi anh em à. Đấy chủ nhà thành chủ trắng rồi kìa. Ồ ồ. Coi chừng mất cái chủ. Đúng rồi. Mất cái chủ là toan. Này khẩn trương lên. Bây giờ đau quá, nó sấy đau quá. Chết rồi, đỏ súng rồi, không được rồi. Phải chạy thôi anh em ơi. Mình mà ở đây mà hồi nữa con Inra nó sấy chết, con Ifeo mất. Thôi. Thôi thì mình cho các bạn cái chủ này. Cho các bạn chủ này. Ôi con Sirius nữa. À, chết. Nó ra con Sirius nó dí kìa. Ôi trời ơi, đau. Con Inra mạnh thế. Rồi sắp tới sẽ có video về Inra nha. Đấy sắp tới thì mình gán mình nâng con Inra lên gấp cao cao tí. Rồi mang ra chơi cùng với những anh em còn trong clan của mình nha. Dù sao mình cũng đã về với clan của mình rồi. Cho nên là trong những video lần sau, clan của mình sẽ làm những cái clip như là đi team 6 robot giống nhau, hay là đi team tử chiến chiếm cột cùng nhau cùng với các anh em cái clan của mình. Và mình sẽ ưu tiên chơi cùng với những anh em mạnh nhất của clan. Cho nên anh em nào đang là người chơi hệ vô địch bậc thầy xưởng MK2 hết thì đừng quên comment ID cũng như là gửi yêu cầu vào thông qua ID bên dưới bình luận video này về cái ID clan của mình nha. Đấy, anh em nào mà xưởng mạnh cộng on thường xuyên và có cái sở thích là đánh team cùng với những người chơi khác thì có thể gửi yêu cầu vào clan của mình nếu như anh em có nhu cầu nha. Đấy, trận thứ 3 sẽ kết thúc sớm thôi anh em à. Đấy, và trong video ngày hôm nay mình đã có một cái cảm giác chân thực về hai con robot cũ khi mà gặp meta là như thế nào rồi. Cũng như là mình đã rời clan top 1 server Android để về với chúng ta là clan NHT Việt Nam nha. Ok, thì cảm ơn anh em đã xem video này của mình. Và mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau của mình nha. Bye bye.